Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, muốn xây nhà năm 2022, được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình yên thì phải nhớ kỹ những điều này. Xin được mến chào quý vị khán giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Như quý vị đã biết, việc lựa chọn cho mình được năm xây nhà tốt thì không phải ai cũng làm được. Với từng tuổi khác nhau thì sẽ có những vận hạn khác nhau, vì vậy việc xây nhà cũng có những điều kiện nhất định. Để xây nhà thì trước hết ta phải xét đến các yếu tố sau. Đầu tiên, đó là tuổi của gia chủ không bị phạm vào kim lâu, hoàng ốc hay tam tai. Sau khi tuổi không phạm, ta xét đến các yếu tố về vận đất có bị phạm vào các đại sát như thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên hay mộ long biến vận hay không. Nếu tuổi gia chủ không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Còn nếu tuổi của gia chủ Tân Mùi sinh năm 1991 không hợp mà đất cũng không được vận thì hung họa khôn lường. Đặc biệt là nếu đã biết là xấu không xây được mà còn cố tình vi phạm vào những điều đại kỵ tâm linh mà ngay sau đây Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ chi tiết ở dưới thì hết sức nguy hiểm. Nhẹ thì tiền mất, ốm đau, bệnh tật, nặng thì có thể dẫn đến mất mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người còn lại trong gia đình. Vì vậy, gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ trước khi có quyết định xây nhà. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận bàn chi tiết với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 đã 32 tuổi. Năm nay mệnh chủ tuổi Tân Mùi bị phạm hoang ốc, một trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Tân Mùi muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi. Các gia chủ tuổi Tân Mùi thuộc cung ly mệnh hỏa có bốn hướng tốt là hướng nam phục vị, đông nam thiên y, bắc di niên và hướng đông sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu là hướng đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây ngũ quỷ. Quý vị thân mến, ở được nhà hợp hướng thì vô cùng tốt, mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Nhưng nếu lỡ phạm phải ở những hướng nhà xấu như hướng đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây ngũ quỷ thì hung họa khôn lường. Cuộc sống của quý vị sẽ luôn gặp khó khăn trắc trở, gia đình nhiều khi bất hòa, công việc luôn bị người khác cản trở, không thể có cơ hội phát triển được. Còn con đường tài lộc thì tiêu tàn, tiền có rồi lại mất, làm ăn vất vả cả đời mà kết quả không thu được gì. Nhìn chung, hung khí xấu ảnh hưởng do nhà không hợp hướng mang lại khiến cho cuộc sống của những mệnh chủ tuổi Tân Mùi bị lao đao lận đận. Vậy nên để hóa giải những điểm xấu trên, tuổi Tân Mùi cần phải treo trước cửa nhà mình một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng cho các gia chủ tuổi Tân Mùi, giúp cho gia chủ cùng những người trong gia đình có cuộc sống bình an, may mắn. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang chỉ chú, xem ngày sử dụng riêng cho tuổi Tân Mùi. Điều đó sẽ giúp cho vật phẩm phát huy được công năng tốt nhất, giúp hóa giải nhà không hợp hướng cùng với những sát khí từ phía trước ngôi nhà mang lại. Như quý vị đã biết, để xây được một ngôi nhà cần phải xét đến rất nhiều yếu tố. Mà một trong các yếu tố tiên quyết là vận của đất. Mỗi năm, vận của đất sẽ khác nhau. Vậy nên để biết trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nhà nào xây được tốt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy màu trắng. Mùa Thu Tiến, mùa Đông Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó Đông Vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tỷ hòa, đối vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn.
nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong những hướng tốt với các gia chủ tuổi Tân Mùi. Ở hướng này được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, là cát tinh đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên, vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim cho nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ hai là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích Pháo Quân ngự trị. Thất Xích là sao pháo quân còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngõ ba thì nguy hại càng lớn bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích. Nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để hóa giải. Hướng Tây cũng là một trong những hướng xấu đối với mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Ở vào hướng này bị phạm vào ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm hơn. Vậy nên các mệnh chủ tuổi Tân Mùi cần phải treo một chiếc gương bát quái tinh cầu trước cửa nhà để hóa giải nhà không hợp hướng, giúp cho gia chủ tuổi Tân Mùi có cuộc sống bình an, may mắn. Thứ ba là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát chính là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam là hướng phục vị, là một trong bốn hướng tốt với các gia chủ tuổi Tân Mùi. Phục vị là sao Phụ Bật thuộc hành Thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều. Còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng Thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng Mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Bên cạnh đó, Tây Nam cũng là hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Ở nhà hướng này bị phạm vào hướng Lục Sát. Lục Sát là sao Văn Khúc có ngũ hành thuộc Thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi.
Nó là hung tinh, nhưng so với các sao khác thì đỡ hung hại hơn, vì ngoài hai hành hỏa thổ thì nó đều tương sinh hoặc ngang hòa, nên tính hung hại của nó đỡ hơn các hung tinh khác. Nhưng để hóa giải, các mệnh chủ cũng cần phải sử dụng một pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng và các sát khí từ bên ngoài kéo đến ngôi nhà của bạn, giúp cho những người trong nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, hướng đông là hướng sinh khí với các gia chủ tuổi Tân Mùi. Như quý vị đã biết, sinh khí là sao Tham Lang tinh có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở tay trạch gặp càn đoài bị hành kim khắc cho nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp cấn khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Thứ 6 là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đáo đến. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống trong cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường góa vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây mới lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở trong nhà hướng Tây Bắc thì cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để đón cát tinh hóa giải hung tinh của năm. Ngoài ra, hướng Tây Bắc là hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Ở hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh là một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Vậy nên quý vị cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải, giúp mang lại may mắn, bình an cho các gia chủ tuổi Tân Mùi cùng với toàn bộ gia quyến. Thứ 7 là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc cũng là hướng không tốt với các gia chủ tuổi Tân Mùi. Ở hướng này bị phạm vào cung Họa Hại. Họa Hại là sao Lục Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên, các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng và những sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của các mệnh chủ, từ đó giúp cho những mệnh chủ tuổi Tân Mùi cùng với gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Hợi hướng Tỵ bị phạm Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn,
và bình an nhất cho mình. Với gia chủ tuổi Tân Mùi mà ở nhà hướng Đông Nam thì hợp hướng, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Tân Mùi trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh với những nội dung mới và hay hơn quý vị nhé. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào.